ca sĩ Quách Tuấn Du không phải của mình xuất hiện trong đêm nhạc của Hồ Văn Cường và Quang Lê khiến khán giả bất ngờ. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, vừa qua Hồ Văn Cường đã có đêm diễn mini show tại thành phố Hồ Chí Minh với khách mời là ca sĩ Quang Lê. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn hết đó là sự xuất hiện của ca sĩ Quách Tuấn Du cùng nhóm học trò của anh trong đêm diễn này. Theo như ca sĩ Quang Lê chia sẻ vui thì anh đang trên đường về và bắt cóc được một ca sĩ rất showbiz, đó là ca sĩ Quách Tuấn Du, đây là món quà không có trong chương trình. Sau đó Quang Lê và Quách Tuấn Du đã có nhiều ca khúc gửi tặng đến khán giả. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Quách Tuấn Du viết: "Tất cả là sự ngẫu nhiên trong live show của Hồ Văn Cường, khách mời đặc biệt Quang Lê. Và Quang Lê cũng bất ngờ mời Du ra sân khấu, trong lúc mấy anh em đi xem kịch chung, có chút bối rối khi được khán giả yêu cầu hát song ca nên hơi chật nhẹ, vui là chính nhé quý vị." Thưa quý cô bác anh chị và các bạn, sự xuất hiện của Quách Tuấn Du và nhóm học trò của anh đã làm cho đêm diễn trở nên thêm nhiều màu sắc, khiến cho fan của Hồ Văn Cường rất hào hứng khi nhận món quà bất ngờ từ chương trình. Nam ca sĩ Quách Tuấn Du là nam ca sĩ 8X đời đầu, anh từng là thành viên nhóm D và D. Năm 2004, Tuấn Du theo đuổi dòng nhạc Bolero Remix và nhanh chóng nổi tiếng. Anh còn được biết đến là con nuôi của ca sĩ Ngọc Sơn. Nam ca sĩ phát hành nhiều album Giấc Mơ Bình Yên năm 2004, Sau Đêm Cuối, Nếu Em Muốn Ra Đi năm 2006, Mất Trắng năm 2008, Hẹn Nhau Nơi Ấy năm 2011. Quách Tuấn Du tên thật là Trần Trung Du, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1981, quê ở An Giang. Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình không theo nghệ thuật, đến năm 16 tuổi anh lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khoảng thời gian đầu không nhận được sự ủng hộ của gia đình, nam ca sĩ khá chật vật để tạo dựng được chỗ đứng. Quách Tuấn Du từng bưng bê đồ ăn phụ bếp, pha chế để có tiền trang trải cuộc sống. Năm 2001, anh cùng Tô Huân Vũ, Phong Đạt thành lập nhóm nhạc D và D, nhóm nhạc cùng thời với AC và M, một thành viên GMC, The Bells, HAT. Nhóm nhạc của Quách Tuấn Du hoạt động sôi nổi, phát hành 5 album trong vòng 3 năm. Tới năm 2004, vì những bất đồng quan điểm giữa các thành viên, nhóm nhanh chóng tan rã. Nam ca sĩ Quách Tuấn Du theo đuổi sự nghiệp riêng với dòng nhạc Bolero Remix. Một loạt ca khúc mang tên tuổi của anh như Giấc Mơ Bình Yên, Chiếc Xe Hơi Thất Tình, Người Đã Xa nhận được những phản hồi tốt từ phía khán giả. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, nam ca sĩ từng đối mặt với vô số nguy hiểm. Trong một lần đi diễn, chiếc xe hơi của nam ca sĩ bị rơi xuống sông, tuy nhiên nam ca sĩ đã may mắn thoát ra ngoài. Ngày 23 tháng 12 năm 2013, trên mạng xã hội rầm rộ clip với tựa đề quay lén ca sĩ Quách Thành Danh ngủ không mặc đồ. Dựa trên đoạn clip được chia sẻ, công chúng bất ngờ bởi người bị quay lén là ca sĩ Quách Tuấn Du, chứ không phải Quách Thành Danh như tiêu đề. Sau nhiều đồn thổi, nam ca sĩ đã quả quyết: "Tôi là ca sĩ đã có bề dày trên sân khấu, đã có những mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt, cũng như có một vị trí nhất định trong làng ca nhạc. Chuyện nổi tiếng hay không ở thời điểm này, đối với tôi không còn quan trọng nữa, vì tôi đã xác định hát là một cái nghề. Thế nên tôi chẳng bao giờ làm những điều ảnh hưởng đến công việc của mình." Giữa lùm xùm từ thiện của danh hài Hoài Linh, Quách Tuấn Du là một trong những nghệ sĩ lên tiếng bênh vực đàn anh thân thiết. "Dẫu biết anh bốn sai, nhưng việc sai này không nên kết tội, mọi người không nên hận thù và ghét anh. Tại sao chúng ta nghĩ tiêu cực như thế, ép người khác vào đường cùng? Đôi khi mọi người không nghĩ, anh bốn sẽ nghĩ quẩn, rồi ảnh tự vẫn thì sao?" Tuy nhiên chia sẻ này của anh đã nhận về vô số phẫn nộ của dư luận. Sau đó nam ca sĩ đã phải lên tiếng: "Hôm nay chính các bạn chà đạp quay lưng chửi tôi, anh Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ thậm tệ, trong khi chưa biết rõ trắng đen như thế nào. Luật pháp còn đó, đừng có vì số đông thượng tôn pháp luật, đời bạc lắm." Tối ngày 20 tháng 9, thông tin nam ca sĩ Quách Tuấn Du nhiễm COVID-19 được chia sẻ rộng rãi khiến khán giả vô cùng lo lắng. Theo đó, Quách Tuấn Du từng đi hát ở bệnh viện dã chiến. Đến ngày 20 tháng 8, nam ca sĩ thực hiện cách ly tại nhà trong một tháng. Kể từ thời gian đó, Quách Tuấn Du hạn chế tiếp xúc với mọi người. Nam ca sĩ cho biết anh chỉ xuống nhận đồ từ shipper, sử dụng thang máy. Hai nguồn lây duy nhất đi chung thang máy và lấy thức ăn từ shipper, ngoài ra không có nguồn lây nào khác trong một tháng qua. Những người chích vaccine chưa chắc là không nhiễm bệnh, có khi về trên người họ lây qua cho người đang yếu dù có vaccine. Tiếp xúc cẩn thận mình là điển hình. Giống như nhà có 3 người, mình bị, mà hai người kia không bị, hai tiếp xúc shipper đi nhiều hơn mình, do cơ thể mình yếu hơn nên xâm nhập nhanh từ người khác, nam ca sĩ bộc bạch. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, sau ồn ào với công ty quản lý cũ, Hồ Văn Cường tái xuất thị trường, biểu diễn với sự nâng đỡ của danh ca Ngọc Sơn.
Ông Hoàng Nhạc Xến từng gây bất ngờ khi tiết lộ thù lao trình diễn của Hồ Văn Cường. Cát xê của Cường khoảng 200 triệu mỗi show, đương nhiên có giấy tờ ký đàng hoàng, bởi vậy Cường có cuộc sống ổn định. Danh ca 53 tuổi cho biết Hồ Văn Cường được mời show bằng chính tên tuổi và giọng hát của Cường, chứ không đính kèm hợp đồng biểu diễn của anh. Quản lý của Hồ Văn Cường cho biết thông tin anh nhận cát xê 200 triệu đồng cho một show diễn là chính xác. Cường được trả 200 triệu đồng cho show diễn hôm ngày 3/1/2023 tại Ninh Bình. Và rất vui, bất ngờ khi nhận cát xê lớn như vậy. Tuy nhiên Cường không chủ quan mà vẫn cố gắng hoàn thiện từng ngày, người này nói. Chính vì sự ủng hộ của Bầu Thụy cho những bước đầu tiên trên con đường ra riêng hoạt động độc lập của Hồ Văn Cường đã làm cho nam ca sĩ trẻ nhận được tràn ngập hoa quả, tiền vàng sau mỗi đêm diễn hiện nay. Một người hâm mộ Hồ Văn Cường viết: "Yêu thương thật sự sẽ không phô trương. Thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển, dù một sự việc nhỏ vẫn sẽ bị biến chất đến chóng mặt. Dư luận sẽ dẫn dắt con người có khi đi lạc hướng. Bạn nhỏ đã từng là nạn nhân của dư luận. Điều này nếu những ai đã theo dõi từng bước chân của cậu ấy, chắc đều rõ đến từng chi tiết, từng câu, từng lời. Lúc ấy mình chạnh lòng tới mức đã từng nghĩ có lẽ con đường quay lại sân khấu của cậu gần như không còn nữa. Mãi cho tới khi bác Ba và bác Thụy ra tay cứu lấy cậu, để cậu được là cậu của hiện tại, cô Uyên đã âm thầm ở bên cậu, dạy dỗ cậu. Dù không lên tiếng, nhưng hiện tại có lẽ tất cả chúng ta đều thấy rằng chắc chắn tại thời điểm ấy, cô đã nắm lấy tay bạn, cùng bạn vượt qua giai đoạn khó khăn, im lặng để chở mình. Hai năm ấy bằng tình thương của mọi người, cậu đã chở mình. Từng bước vươn lên và hoàn thiện từ giọng hát, ngoại hình, ứng xử. Dường như chúng ta nhìn thấy những định hướng rõ ràng của cậu, chậm nhưng chắc chắn. Fan yêu cậu quá, nói vui thì yêu cả đường đi lối về. Nơi nào có cậu nơi đó có fan xanh đọt chuối. Cậu chưa bao giờ lẻ loi trên hành trình tìm lại hào quang sân khấu suốt 2 năm qua. Hàng trăm hàng ngàn khán giả theo dõi cậu, khó tránh những ồn ào sau sân khấu. Nhưng mình hy vọng rằng nếu mọi người đã yêu cậu ấy đến vậy thì hãy yêu đến tận cùng. Vì một con đường chung, vì một chàng trai bé nhỏ, cho cậu một hậu phương vững chắc, cho cậu một gia đình vững mạnh. Hành trình tương lai sự nghiệp ca hát của cậu ấy dường như chỉ mới bắt đầu. Cậu vẫn còn cần rất rất nhiều yếu tố nữa để khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường và showbiz Việt. Cậu cần rất nhiều thời gian nữa để chứng minh cho những gì người ta đổ cho cậu trong quá khứ là sai. Đối với bản thân mình, điều mình mong mỏi nhất là fan của cậu ngày càng đông hơn, mạnh hơn, phủ sóng trong ngoài nước, mọi lứa tuổi, mọi lĩnh vực. Để một ngày không xa, tên của cậu ca sĩ Hồ Văn Cường là một cái tên gạo cội trong dòng nhạc dân ca, nhạc nhẹ trữ tình của Việt Nam. Và hơn hết mình chờ một ngày không xa tất cả khán giả sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Để điều đó trở thành hiện thực, fan của cậu phải là những người có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Trái tim nóng để yêu thương và lan tỏa, cái đầu lạnh để nhìn nhận, đánh giá và bình tĩnh trước những rèm pha chia rẽ. Thích những lúc bạn cười tươi, nhưng lại thương hơn lúc bạn tĩnh lặng thế này. Vì cảm nhận được khoảnh khắc ấy, có rất nhiều sự bình yên.